Xin chào, trong video này mình sẽ đi học về kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. Cụ thể, nội dung kiến thức mà mình muốn tìm hiểu là Traceability hay còn được gọi là truy xuất nguồn gốc. Đây là một hệ thống chất lượng được sử dụng ở mọi công ty. Và đặc biệt là nếu muốn điều tra lỗi chất lượng sản phẩm thì việc đầu tiên chính là thực hiện truy xuất nguồn gốc. Ok, ngay sau đây mình sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Traceability, truy xuất nguồn gốc là gì? Trước tiên, hãy đi vào một câu chuyện thực tế như sau. Có một hãng ô tô đã sản xuất và bán được rất nhiều xe. Nhưng đến năm 2020 thì có một sự việc nghiêm trọng xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của hãng ô tô đó. Cụ thể, có một chiếc ô tô của hãng đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Người cầm lái lúc đó là một cô gái đã bị bay ra khỏi xe trong vụ tai nạn. Nguyên nhân theo kết quả điều tra là do túi khí không bung trong khi xe gặp tai nạn. Sau đó, hãng xe ô tô đã cử kỹ sư đến điều tra lại chi tiết túi khí xe và bắt đầu lật lại các thông tin xe đã được sản xuất và bán ra từ năm 2018. Kết quả điều tra cho thấy số lượng xe OK là 1 triệu xe, số lượng xe NG là 100 xe. Sau đó, công ty tiến hành triệu hồi 100 chiếc xe này và bắt đầu thay thế lại túi khí mới, an toàn hơn. Đến đây, có lẽ bạn sẽ tự hỏi là làm sao công ty lại xác định được chính xác chỉ có 100 chiếc xe cần thay thế. Sự thật là không phải công ty này đưa ra kết luận vừa đâu, mà họ đã dựa trên vấn đề tai nạn xảy ra, sau đó dựa theo thông tin dữ liệu đã ghi chép trong quá trình sản xuất xe ô tô. Và cuối cùng đưa ra được chính xác nguồn gốc 100 chiếc xe cần thay thế. Như vậy, bạn sẽ thấy công ty đã thực hiện rất nhiều hoạt động khác nhau theo một quy trình. Cụ thể, quy trình này chính là Traceability, truy xuất nguồn gốc. Vậy, truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm thông qua tất cả các giai đoạn từ nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển và phân phối ra thị trường. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi truy xuất nguồn gốc là gì. Câu hỏi tiếp theo, có mấy loại truy xuất nguồn gốc? Dựa theo các tiêu chí khác nhau sẽ có nhiều loại truy xuất nguồn gốc khác nhau. Trong video này mình sẽ sử dụng tiêu chí thông dụng nhất, đó là theo phạm vi không gian. Cụ thể, nếu ta coi công ty là một không gian sản xuất, kinh doanh thì trước đó chắc chắn công ty phải sử dụng các yếu tố đầu vào như vật liệu, linh kiện, v.v. Sau đó tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh và tạo ra sản phẩm ở đầu ra. Như vậy, công ty ở đây sẽ được hiểu là phạm vi bên trong của tổ chức. Còn từ sau đầu ra chính là yếu tố phạm vi bên ngoài của tổ chức. Cụ thể ở đây là các khách hàng. Ngược lại, so với đầu ra là trước đầu vào, cũng được coi là bên ngoài tổ chức. Ta thường quen gọi là hệ thống các nhà cung cấp. Ví dụ, nhà cung cấp bán cho tổ chức những quả dâu tây là nguyên liệu trực tiếp để tạo ra nước ép dâu tây. Vậy, tại sao tôi lại chọn tiêu chí phạm vi không gian? Cái này thật ra nó liên quan mật thiết đến hệ thống quản lý chất lượng. Nếu như bạn truy xuất nguồn gốc bên trong tổ chức thì nhằm mục đích chính là ngăn chặn lọt lỗi sản phẩm. Còn nếu truy xuất nguồn gốc ở bên ngoài tổ chức thì thường nhằm mục đích chính là triệu hồi sản phẩm lỗi đã bán đến khách hàng. Ok, vậy truy xuất nguồn gốc rất là quan trọng đối với mọi công ty. Vậy làm sao tôi có thể truy xuất nguồn gốc một cách dễ dàng? Sự thật là có rất nhiều công ty to nhỏ khác nhau nhưng vẫn chưa có hệ thống truy xuất đâu nhé. Cho nên hiện nay cách đơn giản và nhanh chóng nhất để truy xuất chính là sử dụng mã barcode. Thông thường các công ty sẽ in dán nhãn barcode lên sản phẩm để dễ dàng truy xuất. Tuy nhiên, không phải lúc nào phương pháp này cũng áp dụng được. Ví dụ sản phẩm dập chẳng hạn, sản phẩm bề mặt có nhiều dầu mỡ thì chúng ta không thể dán được. Cho nên lúc này người ta sẽ sử dụng đến phương pháp khác như là khắc laser hoặc là pin mark. Nói chung sẽ luôn có cách để truy xuất. Vấn đề mình muốn chia sẻ kinh nghiệm ở đây là bạn phải xác định rất rõ ràng phương pháp barcode hay pin mark hay là bất cứ cái phương pháp truy xuất nào đó ngay từ cái công đoạn thiết kế sản phẩm và trong công đoạn sản xuất. Sau đó, dựa trên thông tin như barcode, bạn cần xác định thêm số lot lô ngày sản xuất, vân vân và nhiều dữ liệu khác. Cuối cùng, đưa các dữ liệu này vào hệ thống, sau đó so sánh đối chiếu với hệ thống data, bạn sẽ nhận được kết quả truy xuất. Tuy nhiên, muốn làm được những việc này, trước tiên công ty bạn phải xây dựng và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc trước tiên nhé. Đây là một bí mật nghề nghiệp mà mình muốn chia sẻ với các bạn.
Hãy lấy một ví dụ đơn giản như sau. Tại công đoạn thiết kế sản phẩm, cụ thể là người thiết kế sẽ thiết kế ra một chai nước. Thì ngay từ bước này, nếu người thiết kế và công ty có kinh nghiệm, họ sẽ tính toán sẵn các thông tin cần có trên chai để giúp cho truy xuất nguồn gốc sau này. Ví dụ, nên để thông tin trên nắp chai, thân chai hay là bên dưới đáy chai. Ở đây chúng ta cần quan tâm các yếu tố chính như sau khi tính toán phương án thiết kế. Thứ nhất, phải đảm bảo các thông tin này giúp truy xuất được nguồn gốc. Thứ hai, phải đảm bảo tính thẩm mỹ. Và cuối cùng thứ ba là vẫn phải đảm bảo được tính năng của sản phẩm. Đây mới là yếu tố quan trọng nhất. Đôi khi nó còn lớn hơn cả tính thẩm mỹ. Kiến thức tiếp theo mình sẽ cần tìm hiểu chính là vai trò của truy xuất nguồn gốc. Hãy cùng nhau quay lại kiến thức lúc nãy mình đã chia sẻ về khái niệm truy xuất nguồn gốc. Bạn thấy rằng chúng ta đã dựa trên vấn đề so sánh thông tin và cuối cùng tìm ra nguồn gốc. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất khi chúng ta thực hiện hoạt động điều tra và phân tích lỗi chất lượng. Cụ thể, vai trò của truy xuất nguồn gốc chính là đi tìm cái gốc, cái rễ mà người ta gọi nó là nguyên nhân gốc rễ gây ra vấn đề. Tiếp theo, từ lợi ích phân tích nguyên nhân gốc rễ của việc sử dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bạn cũng có thể thực hiện cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất của mình. Bên cạnh đó, truy xuất giúp cho bạn hiểu được các nguyên nhân gốc rễ và tiến hành kaizen liên tục, dẫn đến dần dần bạn sẽ đạt đến trình độ xây dựng được chuỗi giá trị trong hệ thống sản xuất, biết được công đoạn nào tốt, công đoạn nào chưa tốt để tiến hành cải tiến liên tục, hay còn gọi là kaizen. Bên cạnh đó, công ty có hệ thống truy xuất nguồn gốc còn giúp công ty có nhiều ưu điểm khác so với đối thủ của mình. Cụ thể đó là thể hiện được công ty có trách nhiệm pháp lý, rồi là thể hiện công ty có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng chỉ tạo ra các sản phẩm an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng, cũng như khi có vấn đề thì sẵn sàng đi tìm hiểu nguyên nhân và đổi một sản phẩm an toàn, chất lượng cho khách hàng. Cũng như có truy xuất có nghĩa là công ty có một hệ thống kiểm soát chất lượng tốt. Cụ thể, có thể thấy nhé, nếu mà chiếu theo ISO 9001 thì khi audit công ty đánh giá các công ty ấy, lúc nào người ta cũng sẽ đánh giá đến hệ thống truy xuất nguồn gốc. Nhiều tập đoàn lớn cũng đánh giá rất kỹ các nhà cung cấp về hệ thống này. Vậy, tôi là một quản lý giỏi nhưng chưa có kinh nghiệm thì làm sao tôi có thể nâng cao được hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc? Sau đây là một số kinh nghiệm cá nhân mà tôi muốn chia sẻ để xây dựng và phát huy tối đa hệ thống truy xuất. Hãy bắt đầu từ khâu thiết kế sản phẩm. Cái này vừa nãy mình đã chia sẻ rất kỹ rồi, bạn có thể theo dõi lại trong video. Sau đó bạn phải xây dựng quy trình truy xuất một cách hết sức rõ ràng nha. Ví dụ, nếu theo barcode thì các bước truy xuất lần lượt như thế nào? Còn theo pin mark thì các bước truy xuất như thế nào? Bạn cũng phải giám sát chủ động khi người ta thực hiện truy xuất, không được ngồi văn phòng đợi kết quả. Bởi vì có những thứ ấy, nó nhỏ bé nhưng nếu bạn không để ý, không kiểm soát nó ngay từ đầu thì cái kết quả của nó khi đã trở nên lan rộng sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Bên cạnh đó, phải đảm bảo bạn có hệ thống lưu trữ dữ liệu chuẩn xác và lưu trữ lâu năm. Nếu bạn cần thu hồi sản phẩm, ưu tiên của bạn sẽ là xác định tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng để khoanh vùng và hạn chế thiệt hại. Muốn làm được việc này, bạn phải có dữ liệu thông tin. Nếu không có hồ sơ phù hợp, có nghĩa là việc xác định vị trí sản phẩm sẽ rất là khó khăn và cuối cùng sẽ làm tăng chi phí thu hồi sản phẩm, chưa kể đến những thiệt hại mà nó sẽ gây ra cho thương hiệu của bạn. Sau cùng, phải đào tạo tất cả hệ thống truy xuất cho mọi người để đảm bảo ai cũng có đủ kỹ năng làm việc. Cách tốt nhất để truy xuất nguồn gốc vẫn là áp dụng một phần mềm xử lý dữ liệu theo mã vạch, ví dụ như là QR code, barcode. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn chưa có đủ điều kiện sử dụng phần mềm thì bạn cần ghi chép lại, kiểm tra chéo và lưu trữ lại một cách cẩn thận tất cả các số lót lô nhiên liệu bán thành phẩm tại nhà máy và ngày sản xuất. Hãy cùng nhau quay lại ví dụ ban đầu. Nếu như mà công ty này không có hệ thống truy xuất, không có dữ liệu thì chắc chắn con số phải triệu hồi sẽ là 1 triệu xe chứ không phải là 100 xe. Điều đó có nghĩa công ty chắc chắn phá sản. Nói chung, hệ thống truy xuất nguồn gốc traceability vô cùng quan trọng đối với hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Hy vọng với những kiến thức mình đã chia sẻ trong video này sẽ hữu ích với công việc của các bạn. Xin cảm ơn và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Thank you.